Theo số liệu mới được hãng nghiên cứu Gartner công bố thì ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo sẽ đạt giá trị 1,2 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Trong đó các giải pháp trải nghiệm khách hàng sẽ đem lại giá trị kinh doanh cao nhất. Không chỉ thu hút sự quan tâm của các ông lớn như là Google, Apple, Microsoft hay là IBM mà đây còn là mảnh đất màu mỡ cho nhiều công ty khởi nghiệp trên toàn thế giới đầu tư và phát triển trong đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Dự báo tăng trưởng của thị trường liên quan đến trí tuệ nhân tạo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng trong giai đoạn từ nay đến năm 2021. Trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, có lẽ không có quốc gia nào quan tâm đầu tư và đạt bước tiến lớn như Trung Quốc nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước dẫn đầu trên thế giới về trí tuệ nhân tạo vào năm 2030. Nước này đã xây dựng một lộ trình triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo trong tất cả các lĩnh vực. Với các khoản đầu tư khổng lồ từ chính phủ, rất nhiều công ty khởi nghiệp đã ra đời với mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo riêng của Trung Quok. Mới đây, công ty SenseTime Group của Trung Quok đã trở thành doanh nghiệp khởi nghiệp về trí thông minh nhân tạo có giá trị lớn nhất thế giới với hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Công ty này chuyên về các hệ thống phân tích khuôn mặt và hình ảnh trên quy mô lớn. Còn tại Mỹ, đại diện Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng vừa cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ cho phép công nghệ trí tuệ nhân tạo được tự do phát triển. Nhà Trắng cho biết sẽ thành lập một ủy ban quản lý các vấn đề liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Thành viên bao gồm các chuyên viên nghiên cứu cao cấp trong chính phủ nhằm tìm kiếm các dự án nghiên cứu và điều phối hoạt động đầu tư cấp nhà nước. Hiện tại, một số cơ quan liên bang ở Mỹ đã áp dụng trí thông minh nhân tạo. Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Mỹ đang nghiên cứu ứng dụng robot nhằm cải tiến phương pháp sàng lọc và điều trị ung thư. Các quốc gia khác như Nhật Bản hay Singapore cũng đã và đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực thế mạnh của mình như robot, tài chính, tự động hóa. Nhiều trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm về lĩnh vực này cũng đã ra đời thu hút các chuyên gia công nghệ và nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Sở hữu nhiều nhất số lượng dân số trẻ được sinh ra trong thời đại kỹ thuật số, cùng sự năng động trong việc phát triển và ứng dụng những xu hướng công nghệ mới của kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, châu Á đang có nhiều lợi thế để đi đầu thế giới về phát triển trí tuệ nhân tạo. Nội dung vừa rồi cũng đã